Việt Kiều Đức, Hồ Ngọc Thắng phê phán góc nhìn của nhà báo Nguyễn Hồng Lam. Dịp lễ 30 tháng 4 năm nay, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam có một số phát biểu trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình. Trong số các phát biểu mới đây, nhà báo này lên tiếng bảo vệ những ý kiến xuyên tạc giá trị lịch sử, ý nghĩa sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ bất mãn với hiện thực đất nước hiện nay. Quan điểm này bị dư luận lên án, phê phán mạnh mẽ. Cho đây là phát ngôn đánh cháo bản chất sự việc nhằm bảo vệ cho hành vi tấn công, xuyên tạc lịch sử và cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Trong số ý kiến đó, Việt Kiều Đức, Hồ Ngọc Thắng, chuyên gia về luật và là người có gần 30 năm là chuyên viên cao cấp về di trú của Bộ Nội vụ Liên bang Đức đưa ra phản biện sắc sảo. Về phương diện đạo đức và quan điểm chính trị, ý kiến của nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam chẳng ok chút nào. Đây là ý kiến chỉ trích chế độ xã hội Việt Nam hiện tại do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Về phương diện pháp lý, phát biểu này không thể bị công kích. Luật pháp Việt Nam, đặc biệt Hiến pháp sửa đổi năm 2013 cho phép điều đó. Trong một xã hội dân chủ, công bằng và cởi mở, mỗi người dân đều được phép mở miệng theo cách này. Nhưng không vi phạm chuẩn mực pháp lý không có nghĩa là hoàn hảo về mặt đạo đức và quan điểm chính trị. Rõ ràng, đây là một cái nhìn phiến diện và không khách quan về thực trạng của đất nước. Tuy còn nhiều khó khăn, bất cập và nhiều việc còn phải làm, đặc biệt là phòng chống tham nhũng và lãng phí tiền bạc của nhà nước, nhưng đất nước này đã thay da đổi thịt trong những thập kỷ qua. Các nước phương Tây không thể không công nhận những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là việc xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc chăm sóc sức khỏe của người dân. Cá nhân tôi thường xuyên về Việt Nam, mỗi năm 1-2 lần đi thăm mọi miền đất nước, đã ngỡ ngàng trước sự đổi thay của đất nước. Xin đưa ra một ví dụ liên quan đến cuộc sống. Lần nào về Việt Nam, tôi cũng mua thuốc Tây mang sang Đức vì hiện nay ở Đức khan hiếm nhiều loại thuốc, nhất là thuốc cho trẻ em và giá cả phần lớn là loại giá trên trời. Những gì không mang lại lợi nhuận, những tập đoàn tư bản cách xù ở Đức không sản xuất. Vì vậy mà họ chủ yếu nhập thuốc dược Ấn Độ và Trung Quốc sản xuất. Ở Đức, nhiều người sống trong nghèo đói, một bộ phận rất lớn người dân sống bằng trợ cấp xã hội. Quyền tự do ngôn luận của người dân vi phạm trắng trợn bởi cơ quan lập pháp và hành pháp. Ví dụ, mới đây có quy định hình sự cấm sử dụng công khai chữ Z trong ngữ cảnh là biểu tượng chiến thắng của quân đội Nga. Ai công khai ủng hộ Nga về phương diện tinh thần sẽ bị lôi ra tòa. Là một nhà văn, nhà báo, anh Nguyễn Hồng Lam đáng lẽ ra phải là tấm gương đi đầu trong việc truyền tải những suy nghĩ tích cực, góp phần xây dựng niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của một đất nước đã từng bị thực dân, đế quốc tàn phá một cách kinh khủng. Không biết là do thiếu hiểu biết hay là lập trường chính trị kém mà Nguyễn Hồng Lam phun ra lời lẽ như vậy. Tôi không thể kiểm tra liệu anh ta có thực sự viết và phát tán bài viết này hay không. Vì vậy, tôi không muốn đưa ra đánh giá về con người Nguyễn Hồng Lam, nhưng bài viết được chụp làm ảnh minh họa cho bài viết này của tôi cho thấy đây là biểu hiện của chủ nghĩa dân túy, tức là những phát biểu lấy lòng đám đông mà không nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể và đưa ra những vấn đề không có tính chất bản chất. Cách nói và cách làm đó đáng bị phê phán. Không biết rằng những ý kiến thấu tình đạt lý của ông Hồ Ngọc Thắng có giúp nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam tỉnh ngộ trước cơn dốc trượt dài mà Đảng đã đặt tên tự diễn biến, tự chuyển hóa, thoái hóa biến chất đối với cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị hiện nay.